Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phần 3 phỏng vấn đặc biệt kỹ sư Đỗ Như Điền để tìm hiểu về một di sản lớn của nền đệ nhất Cộng hòa qua tác phẩm Chính đề Việt Nam. Chương trình do Phạm Bá Hân thực hiện. Thưa còn gì nữa không anh? Ví dụ cái quan trọng về kỹ thuật có không? Hay là để anh sẽ nói? Cái đó thì có lẽ phải đi sâu hơn anh. Đi sâu hơn là vì thế này. Nếu mình đi vào cái chuyện đó thì mình sẽ nói tới phải trở lại cái lịch sử. Đặc biệt cái lịch sử của Âu Châu. Lịch sử nó sau cái cách mạng Pháp. Nó đi từ một cái xã hội đến cái giai đoạn kỹ thuật. Khi mà kỹ thuật Âu Châu phát triển và Nga Xô phát triển, rồi Nga Xô vượt lên, rồi Âu Châu vượt lên nữa, và hai bên trở lên đối lập nhau thì Cộng sản mới phát triển. Thì cái đó mình sẽ có thể bàn đến cái vấn đề kỹ thuật sau anh ạ. Nó khá chi tiết. Để chúng ta đi sang cái phần khác, là cái phần thứ hai là thưa anh, về cái vị trí Việt Nam trong cái khung cảnh thế giới mà lúc bây giờ trên ở đây anh vẫn nói, thì cái vị trí Việt Nam đó như thế nào? Trước khi thưa anh, nếu mà đi sâu vào cái vấn này thì nó cũng thật sự nó cũng rất phổ thông đối với những ai nghiên cứu về chính trị, về nó gọi là geopolitics đó, địa chính trị đó. Thì cái nhìn của ông Nhu cũng như của cái nhóm này và tất cả những người nghiên cứu chính trị đều thấy rằng Việt Nam là cái ngã tư đường. Bắc Nam, Đông Tây. Thì với cái vị trí địa dư như vậy, nó đã là quan trọng rồi. Đấy. Nhưng mà khi đặt vào cái khung cảnh của cái thế giới trong cái giai đoạn 1960 thì nó lại nảy sinh ra những cái vấn đề khác quan trọng hơn thế nữa. Tức là Việt Nam ở trong cái giai đoạn ấy, trong cái giai đoạn lịch sử đó, thì Việt Nam gặp phải những cái gì, thuận tiện những cái gì, bởi vì Việt Nam đang nằm sát một cái nước Tàu. Đấy. Mà cái nước Tàu đấy là suốt thời kỳ mấy nghìn năm lịch sử. Nhưng mà tôi xin nhắc cái điểm này, khi đặt vấn đề này thì tác giả có đưa ra một cái nguyên tắc để mà thảo luận đấy. Là tác giả không dựa vào triết lý, không dựa vào tôn giáo, không dựa vào lý thuyết, mà tác giả đứng trên cái căn bản lịch sử, kinh nghiệm lịch sử của 1.000 năm Việt Nam. Đấy. Tức là cũng không dựa vào huyền sử. Không dựa vào huyền sử. Mà tác giả dựa vào 1.000 năm lịch sử của Việt Nam, tức là từ năm 939 sau này. Bởi vì trong cái giai đoạn 1.000 năm lịch sử ấy đó, thì Tàu đã đánh chiếm Việt Nam 7 lần. Và Pháp chiếm Việt Nam 1 lần. Thì trong cái 8 lần đó, nếu dựa vào căn bản lịch sử đó, thì chúng ta mới thấy được cái vị trí của Việt Nam đối với Tàu, đối với cả vùng Đông Nam Á, đối với thế giới nó như thế nào. Thì cái đó là tác giả đưa ra, và mình thấy cái nhận định đó về phương diện geopolitics nó quá là mới và hấp dẫn. Nhưng mà khi mà đặt vấn đề đó, tức là nêu vấn đề, tức là nêu vấn đề đã, thì mới thấy rằng là nếu mà Việt Nam ở vào cái vị trí đó thì nó cũng phải liên can tới rất nhiều những vấn đề khác. Một trong những cái vấn đề đó là những vấn đề nam tiến, vấn đề bị đuổi, bị dồn ép, và cái thời kỳ nam tiến của Việt Nam nó nói lên cái gì. Thì tác giả nói rằng tất cả những cái đó nó dựa vào cái sức sống, cái sức đấu tranh của người Việt, của cha ông người Việt đó, chứ không phải dựa vào những cái thế lực nào khác. Thì đó, cái đó là cái điểm tựa mà tác giả đề cập đến, thưa anh. Thưa anh, thì
tác giả đặt cái khung cảnh Việt Nam vào lúc bây giờ, vâng, những năm 60 thì bây giờ theo anh ấy thì nó còn cái giá trị gì bây giờ? Cái này có lẽ phải đi sâu hơn tí nữa anh ạ. Chúng ta thấy rằng khi mà tác giả đưa ra cái vấn đề Việt Nam như vậy thì nó phải nhìn rõ là ông ấy đưa Việt Nam dựa trên bốn cái yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất, Việt Nam là một cái nước nhỏ. Vâng. Cái yếu tố thứ hai là Việt Nam là một cái nước mà thuộc cái văn minh Trung Hoa. Không, thuộc cái văn minh gọi là Đông Á. Đông Á. Cái thứ ba là Việt Nam là một trong những cái nước mà vừa thoát khỏi thuộc địa. Rồi cái thứ tư đấy là Việt Nam cần phải phát triển, nhưng phát triển theo hướng nào? Thì cái hướng mà manh nha mà có thể áp dụng được là Tây phương hóa. Thành ra dựa trên bốn cái điểm căn bản đó, tức là Việt Nam là một nước nhỏ. Và quả thật nếu mà so sánh thế giới lúc ấy, lúc cái cuốn sách này ra đời đó, thì dân số Việt Nam nó có 31 triệu, miền Bắc 17 triệu và miền Nam 14 triệu. Thì nếu mà so sánh thì nước, dân số nó cũng đang nhỏ, diện tích nó đang nhỏ. Đấy. Rồi Việt Nam là một cái nước kém mở mang đấy. Và nó lại nằm trong cái khung cảnh của cái văn hóa Đông Á. Tức là nó chịu ảnh hưởng từ phía Trung Hoa, chịu ảnh hưởng từ phía Ấn Độ. Đấy. Thế thì rồi Việt Nam cũng nằm trong những cái nước mà thuộc địa. Việt Nam, Lào, Campuchia là thuộc địa của Tây. Trong khi Nam Dương, Miến Điện, một số các nước khác thì là thuộc địa Anh. Đấy, thì cái khung cảnh đó cho thấy rằng nếu như vậy Việt Nam đi ngả nào đây? Đấy, thành đó là những cái vấn đề mà ông đặt ra. Và từ bốn cái trọng điểm đó đó, nó sẽ đưa ra rất nhiều vấn đề phải giải quyết cho Việt Nam. Đấy, đó là cái vấn đề về Việt Nam. Thế thì khi mà xem xét đến cái vấn đề đó đó, thì ông ấy mới đặt ra như thế. Thì cái trọng tâm có lẽ phải hướng về cái việc Tây phương hóa. Tây phương hóa là gì? Tức là vấn đề mà chúng ta sẽ có lẽ bàn tới những cái đoạn sau này nó chi tiết hơn một chút. Mặc dù bàn vậy cũng không đi tới đâu, là vì cái cuốn sách ấy nó quá nhiều những cái đề mục. Và những đề mục nào nó cũng là những đề mục phải đào rất là sâu. Thưa quý vị và thưa quý thính giả. Kính thưa quý vị, vì chỉ vì sáng nay đến đây là chấm dứt. Bích Phượng cứ mời quý vị đón xem phần 4 và phần 5 của cuộc phỏng vấn Kỹ sư Đỗ Như Điện vào Chủ nhật 17 tháng 11 2019 vào lúc 11 giờ sáng giờ Hoa Thành Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VTV xin email về vtvnews@gmail.com. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.